Cái dầu này đi qua không phải đập kỹ đâu, dầu nó gây ra là không phải đập kỹ đâu. Nó cái dàn, nó chỉ đập phần cái mặt cấu tạo này thôi, không cần đập cái phần này, đập lướt qua phần nào chú trọng được kỹ một tí, còn phần bằng ra xong lướt qua nhé. Thì mình xong nhé, đọc cả qua bên đây đi, mã lỗi bằng cách đo nhé, chú thích rất là kỹ. Đây các cái mã lỗi lỗi gì có được không, mã lỗi cái này, mã lỗi gì có cho Electrolux không chứ là... chuyên về Electrolux. Nó tương tự với cái máy khác không? Mỗi riêng mã lỗi thì mỗi thằng một khác, cách khác nhau. Lỗi thì không có thằng nào giống thằng nào cả. Không có thằng nào giống thằng nào. Mã lỗi đây là sản xuất khác nhau. Cái phím này đo được nha, đo chéo chân đây như này, cái phím này đây, bên này một chân này, bên này một ghế này, như này từ đây là một đường mạch, đó là một đường mạch, bên này là một đường mạch. Thế mình nếu mình muốn đo phím này thì mình đo chéo từ chân này sang chân này hoặc từ chân này sang chân này. Đây phím con này, đây phím này, nếu như mình chưa đo mà nó đã thông mạch rồi thì phím chết dính. Còn hai đo phím đa số chết trong trạng thái này, lúc bấm được lúc không. Thì lúc bấm không có trong này có tiếp điểm, cái phím trong này nó thôi, nó một tiếp điểm mình nhấn xuống này thì nhiều nhà người ta bật tụ có thấy ấn mãi cũng được, có khi lúc thì được cũng không, thì mình xác định được cái phím chết, không xác định cái mạch này mà khả năng cái phím chết là 80%. Thì phương án đầu tiên là xử lý thay phím chết đó. Thay phím thì có nó dạng là phím như phím máy giặt là phím hai chân, thì phím thì bốn chân nó cũng là hai chân thôi, thì nó sẽ là chéo này, đo thử đi. Đây là phím hai chân. Phím hai chân lắp vào chân này, phím hai chân lắp vào con này. Nhưng mà nếu trong trường hợp không có phím hai chân này thì có phím bốn chân này mình vẫn phải có cách để đấu vào đây được. Nhưng mà phải mình phải hiểu đây này, là trên này
đường mạnh chạy là như này mình cắm chéo chân đâu này, nên là khi bấm là nó sẽ thông từ bên này sang bên này, nhưng nếu mình cắm như bên này là không được đâu nhé, nó vẫn là một chiều cắm chéo nhau chân chéo nhau đi. Mục đích là gì mình vẫn sử dụng được, bây giờ trong trường hợp mình đi xa rồi mình không có phím bốn chân như này, anh chị có phím hai chân mình không biết sử dụng như thế nào thì chết đúng không, mình vẫn như này, mục tiêu vẫn là cắm chéo nhau này hoặc là câu dây để cho nó sử dụng được. Rồi bật bật này, đây này, muốn đo phím này, đo này. Bình thường mình đo này chơi đấy thôi, bấm này, cầm này đo, cái phím này cũng vậy, phương án đo phím. Ví dụ mình đặt như này, như là một vế này, thế thì mình vậy chi mình phải đo chân này với chân này, hai chân này cạnh nhau được, hoặc treo nhau này được, cạnh nhau lại được. Mình đo này bấm được không mày? Đấy, nhiều khi lúc được cũng không, nó do cái phím này hoặc ở cái hút mùi hay là ở cái máy giặt, cái máy rửa bát nó rất hay bị chết cái phím này. Đo cho làm quen cách đo phím, như là đo là quen đi, đo cũng quen không làm đâu. Các cái bo mạch phím cấu tạo chung cái phím đều như nhau hết, phím to phím bé phím nhẹ phím con đều như, phím bếp từ cũng thế thôi. Thí xong là cách dùng họ, cách dùng mỏ hàn, hút mỏ hàn. Đo những cái cơ bản trước thì khi mình vào gặp cái khác thì mình làm cơ bản mình chưa lắm được thì gặp cái khác không thể làm được. Học bò học đi thì mới học chạy, bò chưa bò được muốn học chạy thì chạy làm gì.